Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà đang xem live. Hôm nay thì đến phiên bán hàng mới, bên em lại tiếp tục lên chia sẻ các bác rất là nhiều mã hàng lan rừng đẹp trong cái phiên video ngày hôm nay nhé. Thì em đang bị mất tiếng các bác ạ. Mấy hôm nay là chắc là live nhiều, nói nhiều quá nên là bị mất tiếng, hơi khàn tiếng, nói hơi khó nghe một chút, nên các bác thông cảm nhé. Đó, cả nhà mình mua hàng thì các bác cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em là 0385 050491 để mua hàng các bác nhé. Nay thì em lên nhiều mã lan rừng đẹp lắm, các bác cố gắng ở lại xem đến cuối video giùm em nhé. Thì nó cũng chỉ khoảng tầm em quay nhanh thôi. Rất là nhiều mã lan rừng đẹp mà toàn là hàng VIP, giá rất là ok cho các bác nhà mình sưu tầm nhé. Thì đầu like thì em ở đây em còn hai cây trà nữa, hôm nay em cũng lên giới thiệu đến các bác nốt nhá. Hai cây trà, trà này trà đỏ cung đình đây. Thì đây mấy ngày hôm nay thì đây này, những cây này là khách gọi điện đến chốt rồi thì em cũng đã bấm đơn rồi này. Đây này. Đấy, mà nói chung là các bác khách cũng chốt rất là nhiều, cây này khách chốt rồi này, cây này khách chốt rồi này. Đấy, cây trà đỏ này thì mọi người sưu tầm rất là nhiều để chơi hoa Tết. Vì cây toàn bộ là đang có nụ rồi nên là khách cũng chốt rất là nhiều. Thì ở đây em còn hai cây. Nụ phải nói là xúc xẻo luôn các bác ạ. Đây là chuẩn giống trà cổ Việt Nam mình các bác nhé. Trà cổ 100%. Đây. Gốc rất là to như này các bác nhé. Rất là nhiều dăm cành dày đẹp như này. Cây thì đang có nụ 100% như này các bác này. Sai nụ sai hoa lắm. Tán nó to tròn đều lắm. Với những cây trà cổ như này ngày xưa mình đi mua cũng phải vài triệu một cây các bác ạ. Hoa nó đẹp lắm các bác ạ. Nó là cái giống trà đỏ cung đình. Hoa nó nở ra nó bằng cái bàn tay của mình xòe ra hết cỡ này. Bông rất là to đẹp. Như cái chậu này nhiều nụ lắm. Này hai chậu này chậu nào cũng nhiều nụ. Đó. Cây này đi bệ nổi các bác nhé. Cây này thì bệ nổi nổi các bác ạ. Đây này các bác thấy không? Cái rễ nó ăn nổi vào lên này. Đấy, cái dáng của nó rất là đẹp. Cái này thích hợp cho bác nào mà mình trồng, mình lên an lên chậu đẹp một chút các bác nhé. Đấy, đây là chuẩn cái giống trà mi cổ của Việt Nam mình chơi hoa thoải mái, năm nào cũng có hoa chơi, Bắc Trung Nam miền nào cũng trồng được các bác nhé. Đó. Cái tán nó to tròn đều như này này, các bác cứ tết các bác để ở hai bên, gọi là hai bên trước cửa nhà cho em ấy, rất là đẹp, hoa nó to đẹp lắm. Thì em đang chia sẻ là 650 cho một cây, 650 cho một cây trà cổ các bác nhé, trà cổ trà đỏ cung đình, nụ hoa nhiều lắm. Đấy, hoa đẹp mà thơm lắm. Cái hoa này nó nở vào Tết các bác nha, nở đúng vào dịp Tết luôn. 650 cho một cây. Bác nào mà mình mua còn hai cây này nữa thì bác nào lấy được cả hai cây này em để cho là bằng hai cây này là 1,3 triệu. Thì nếu bác nào lấy luôn cả hai cây này, còn một cặp hai cây này nhá. Chiều nay em lên một cặp video, một cặp hai cây là khách đã chốt rồi. Thế nên là còn cặp này hai cây cũng rất là đẹp. Đấy, bác nào lấy cặp hai cây này nữa thì em sẽ để cho các bác hai cái cây này với giá là bằng 1,2 triệu nốt nhá, 1,2 triệu cho hai cây này nếu mà lấy cả hai cây. Còn nếu mua lẻ một cây là 650 một cây các bác nhé, mua lẻ một cây là 650 một cây trà đỏ cung đình. Ở đây thì em có một cái cây lan tiêu hay còn gọi là cây hàm tiếu, một trong những cái cây mà duy nhất được ví như nụ cười mỉm của Phật. Cây này cây to đấy các bác, cây như này là bên em đang bán là cứ tầm 450 đến 500 nghìn cho một cây. Thì hôm nay ở đây nhá, cũng là bán tặng nốt. Còn cái cây này bác nào sưu tầm là cây cây hàm tiếu này, hàm tiếu nhé, đang có nụ rồi, đang nứt nụ hoa rồi. Cây này em chia sẻ các bác nhà mình, cây này 280, bác nào sưu tầm được cây này chốt 280.000 thôi. Nói chung là chưa bao giờ có giá này luôn đấy, 280.000 cho một cây hoa lan hàm tiếu. Bông của nó thì rất là to các bác nhé, bông hoa to, thơm, cánh hoa dày các bác ạ. Đấy, cái bông hàm tiếu thì nó là được ví như nụ cười mỉm của Phật các bác nhé, cái bông nó rất là đẹp đấy. Bác nào nhà mình mà sưu tầm đấy thì các bác liên hệ cho em gái mua hàng các bác nhé. Đây bông hoa của nó sẽ như vậy các bác nhé. Đó. Cái chậu vừa rồi em lên cái chậu to đẹp lắm, có 280 thôi. Bác nào mà mình chơi hàm tiếu các bác chốt nhé. Rồi em sẽ xin phép đi qua những cái đơn hoa lan để cho cả nhà mình cùng sưu tầm này. Gọi là toàn nhà em thì toàn chia sẻ những cái dòng đơn thân VIP, hàng đơn thân các bác ạ. Em thì chuyên các loại đơn thân, toàn những cái dòng hoa đẹp thôi, thân lá cũng đẹp. Đơn thân là những cái hàng mà các bác chơi đến mùa hoa mình chơi hoa, còn không đến mùa hoa thì mình chơi thân lá, rất là đẹp. Nó không như cái hàng thân thòng đâu. Loại này thì các bác nuôi càng đẹp, chứ nó không có bị xuống lá, nó không như dòng khác mà mỗi năm xuống lá một lần đâu. Dòng này chả bao giờ xuống lá các bác ạ. Các bác nuôi nó chỉ có đẹp trở lên thôi. Em có chậu Koki này, ba cây to khủng bố này. Ba cây này thực ra bán toàn 950 một chậu ba cây này. Hôm nay mở đầu live của cái phiên bán lan này em sẽ chia sẻ các bác chậu này giá cực kỳ là rẻ. Mã số 41 em lấy chậu này cho các bác là 600.000. Mã số 41 600.000 chậu 3 cây như này. Nhá, cây Koki, Korat Koki giống xưa, dòng này hoa quá đỉnh, thơm đẹp, hàng nuôi thuần.
Đấy, những cái lá to các bác đo cũng được khoảng tầm mát 5 cm rồi. Đấy, đẹp lắm. Chậu 3 cây coqui này em lấy các bác đúng 600.000. Nói chung là giá này gọi là vừa xin vừa tặng luôn. Nó thật sự là rất là yêu thương cả nhà mình. Để các bác giá cực kỳ là rẻ nhé. 3 cây Corat Coqui mã số 41. Đó, mã số 41, 600.000 3 cây. Cây tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái cây trâu đỏ sắc pháo các bác ạ. À, em đang quay ở đây là nhà em đây nó tối, em bật đèn, hiện tại em đang bật đèn nên là cái đèn nó chiếu vào nên cái màu hoa nó các bác nhìn thấy cảm giác là màu tím nhưng mà thực ra không phải màu tím, nó là màu đỏ sắc pháo. Hoa rất là đẹp các bác nhé. Cây này cũng là một cây trâu size lớn của bên nhà vườn em. Em cũng sẽ bán tặng các bác nốt nhé. Cây này cây size lớn, cây to đấy các bác ạ. Cây này mã số 46, mã số 46 các bác nhé. Lá rất là đẹp. Cây size lớn, to đẹp nhé. Mã 46 này em chia sẻ các bác là 450. Đấy, bình thường cái lứa trâu này toàn bán là 680-720.000. Hôm nay để các bác là 450. Mã số 46 các bác nhé. Mã số 46 ạ. Ở đây em có một cái cây tác phẩm, cái đó là cái cây cử bảo tiên. Để nói cái cử bảo tiên và coqui thì hoa thì quá tuyệt vời, đẹp. Nhưng mà nó khác cái thời gian ra hoa. Vì cây coqui nó ra hoa tháng 4, tháng 5. Còn cái cây cử bảo tiên nó ra hoa tháng 8, tháng 9 về cuối năm nhé. Bản lá thì phải nói là không có gì so sánh được. Nó là dòng lá nhựa. Dòng lá nhựa đơn thân mà các bác không chơi những cái dòng này thì phí lắm các bác ạ. Hoa to đẹp mà thơm, bền hoa. Đấy, rất là đẹp. Cây này mẹ con các bác nhé. Cây cử bảo tiên mã số 33. Mã số 33 cho cái chậu cử bảo tiên một mẹ một con. Nuôi thuần tại vườn. Chậu này lấy 400 các bác nhé. Chậu này thực ra bán với giá hơn 600, em để 400. Cây này đẹp lắm. Mã số tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là mã số 12. Một chậu trâu xanh cốm. Cây này thì tuyệt vời luôn các bác. Đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Cây này còn cây này trước em định nuôi để cho nó lên lá biên lá phát tài. Vì cái viền lá của nó là cái viền lá nó đang lên sọc. Cái viền lá đang lên sọc trước em định. Nhưng nó phải ăn nắng. Nó phải ăn được nắng này nó mới lên lên lá biên. Cây này là hoa xanh cốm này. Cây này là hoa xanh cốm các bác nha. Một trong màu hoa cực kỳ là đẹp, độc lạ các bác nha. Hoa xanh cốm đấy. Chậu này thì mã số là mã số 12. Chậu này mã số 12. Em lấy các bác chậu này với giá bằng 300.000. 300.000 cho chậu xanh cốm này. Mã số 12 300k. Chậu này bác lấy thì sưu tầm nha. Đẹp các bác ạ. Em còn một cái chậu cáo. Cáo này cáo của Bắc Cạn. Cáo Bắc Cạn hoa đậm màu như cáo đỏ ấy. Mã số 3. Cáo Bắc Cạn bán thanh lý 230.000. 230.000 hàng đã nuôi thuần. Còn đúng một chậu nữa bán thanh lý với giá bằng 230.000 ạ. Đó, bác nào sưu tầm chậu này chốt nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình. Đó là một cái cây cử bảo tiên. Em xin lỗi các bác là mã số bao nhiêu? Cái mã số của cái này là mã số 55 các bác ạ. Mã số 55 là một chậu cử bảo tiên. Mẹ con các bác nhé. Chậu này là cây mẹ con. Rất là đẹp. Mã số 55 cử bảo tiên. Một cây mẹ và một cây con. Chậu này xin phép chia sẻ cả nhà mình chậu này với giá bằng 300. 300k các bác nhé. Cử bảo tiên một cây mẹ và một cây con ạ. Mã số 55. Mã số 55 cả nhà nhé. Ở đây thì em có một cái cây trâu đỏ. Cái này cây đỏ đốm các bác. Cái này cây đỏ đốm. Đẹp vô cùng luôn. Cây này thì cặp lá thì không thể nào mà chê được một tí nào. Nó lá mít xếp đều nhau tăm tắp luôn. Đối xứng đều nhau. Lá rất là đẹp. Đây là cây trâu size lớn của bên nhà vườn em. Cây này là cái ở cái lứa trâu em bán với giá bằng hơn 800. 850 một cây đấy. Đây này. Còn ở cái lứa trâu đấy còn mỗi một cây to này thôi. Đây các bác này. Hoa của nó là hoa màu đỏ đốm các bác nhé. Màu đỏ đốm là cái bông to lắm đấy. Nó đẹp lắm. Bên này có một nụ nữa. Đó, bên này có hai nụ. Cái chậu này là có ba nụ hoa. Chậu này đang có ba nụ hoa. Cây trâu đỏ đốm các bác nhé. Màu đỏ sắc pháo. Em xin lỗi, màu đỏ đốm. Mã số 20. Mã số 20. Cây này lấy các bác 600 nhé. Cây này lấy 600.000 thôi. To đẹp lắm các bác ạ. Rồi tiếp theo em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình cái chậu tiếp theo. Em có một cái chậu trâu vàng. Cái dòng này thì nói chung là những cái dòng này là dòng hoa của nó rất là hiếm nên là giá cả thị trường người ta bán cũng rất là cao chứ không có rẻ đâu. Trước em có hai chậu thì bán một chậu kia rồi, còn một chậu này nữa. Đẹp các bác nhé, cây rất là đẹp luôn. Cây này thì nó cũng nhỡ nhỡ cây chứ nó không phải to quá nhưng mà bình thường các bác đi mua những cái cây như này các bác đi mua tiền cũng phải tầm vào 1 triệu 6, 1 triệu 7 rồi.
Không, bây giờ chắc tầm vào 1,5 triệu. Nói chung là 1,5 triệu, tùy nhà vườn bán. Nhưng mà đây em chia sẻ các bác giá rất là rẻ nhá. Còn đúng một chậu nữa nhá, chậu này 2 cây, 2 cây được 4 nụ hoa. 2 cây này em sẽ chia sẻ các bác. 2 cây này mã số 21 ạ. Mã số 21, 2 cây trâu vàng lấy các bác là 800. 2 cây trâu vàng lấy các bác là 800 nhá. Hàng không lỗi lầm gì đâu, 800.000 cây đẹp các bác ạ. Nó chưa được quá to nhưng mà nói thế này là cũng là tương đối là đẹp rồi, cũng nuôi thuần mấy năm rồi. Mà giá này cũng rất là rẻ nhá. Tiếp theo thì em nên chia sẻ các bác nhà mình, nó là một cái cây trâu, em xin lỗi, là một cái cây nhạn 4N. Cây này phải nói lá đẹp vô cùng các bác ạ. Lá to và đẹp các bác nhá, lá to và đẹp như lá này các bác đo cũng khoảng tầm vào gần 5 cm nhá. Gần 5 cm rồi, to lắm các bác, nói chung là to. Mà em thật sự nhá, em thật sự cảm thấy là cái cây 4N nhà em nuôi rất là nhiều nhưng mà cái lứa 4N này em nuôi quá là đẹp luôn. Cây các bác thấy rễ không này, nó to, cái rễ của nó to như cái ngón tay út của em luôn, cái rễ này này. Nuôi thuần tại vườn các bác nhá. Lá bản lá rất là to, rất là đẹp luôn. Cây xanh mướt từ trên xuống dưới luôn. Đang cái tầm của nó đang rất là khỏe. Và đây là size lớn nhá. Cây này là cây size lớn, như cây 4N này nhà em thì nó được 8 cặp lá rồi các bác. 8 cặp lá nhá. Cái lứa này là lứa lớn rồi. Nuôi rất là lâu mới được một cây như này. Và hôm nay em sẽ lên chia sẻ các bác cây 4N này. Cây này là ở cái mức mà 8 cặp lá trở lên là nhà em đang bán là giá là khoảng tầm sẽ dao động khoảng tầm vào 450. Ở ngoài nhà vườn khác những cây to này các bác đi mua nó phải tầm vào 600-700. Ở đây thì em sẽ để cho các bác nhìn mình cây 4N này các bác. Khuyên chân thành thật tình. Đẹp, thật sự rất đẹp luôn. Đấy, hoàng nhạn 4N không chỉ chơi thân lá mà mình chơi hoa, quá tuyệt vời luôn. Mã số 31. Đây, mã 31 này em bán 450.000. Đây, cái cây này đúng cây đẹp to như này nhá. Cây này mã số 31 bác là cây này em để cho 400k các bác. Nói chung là xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra các bác ạ. Đẹp lắm. Các bác nhìn bên ngoài mình biết là cái chất cây nó đang tầm khỏe, đang tầm đây các bác nhìn rễ này. Rễ này nhìn nó cứ như kiểu những cái ngón tay của mình ấy, nó xỏ ra to đẹp lắm các bác, mà bản lá cũng to xanh mướt mà luôn. Cây này đang tầm lớn đẹp. Cây này mã số 31 này, cây này chỉ cần thêm tầm 1 năm nữa thôi cây này đi tác phẩm quá đẹp luôn. Cây này các bác về mà các bác cho một cái lũa nha, mua lên cái lũa các bác dựa đằng sau ấy, đằng sau lưng ấy, thì cây này đẹp tuyệt vời. Mã số là 31, cây này em lấy các bác là 400 cho cây 4N, 8 cặp lá cả nhà, không phải ít nhá, 8 cặp lá đấy các bác ạ, các bác cân nhắc nha. Không phải là 3 cặp lá, không phải 4 cặp lá, không phải 5 cặp lá đâu, 8 cặp lá, giá 400.000. Ở đây thì em lên chia sẻ các bác có cây bát bảo tiên. Bát bảo tiên nó là cái giống lan xưa, cái giống này là cái giống hoa rất là đẹp. Giống này là giống hoa rất là quý hiếm, rất là đẹp. Bát bảo tiên các bác ạ, đây em mời cả nhà mình. Cái bản lá này phải nói siêu to. Siêu to các bác nhé, 2 cây. Cây này thì nói thật sự là các bác, nếu mà tầm như trước các bác đi mua cái cây này dưới, cây này không dưới giá khoảng tầm 800 cho một cây. Bát bảo tiên các bác nhá. Bản lá to như này, lá này đo phải tầm dư 5 sen rồi. Nếu phải tầm 5 sen rưỡi, cây này bị ruồi vàng chích khô đây các bác này. Ruồi vàng nó chích khô này, đấy. Ok chưa, nó chả ảnh hưởng gì vì lá nó khô từ lâu rồi. Cái mã số cây này là mã số 3. Mã số 3 cây bát bảo tiên nhá, chậu này 2 cây to. 2 cây bản lá siêu to luôn. Dòng hoa này thì không đẹp thì không loại gì đẹp. Nói chung là chơi đơn thân nhé. Những cái dòng mà em đang giới thiệu các bác như là cử bảo tiên này, bát bảo tiên này, coki này. Nói chung là những cái dòng đấy mà bác nào mà bảo là hoa còn không đẹp nữa thì không có loại gì đẹp. Thật sự là như thế. Cái cây bát bảo tiên là cái cây gọi là giá trị nhất. Gần như là giá trị nhất trong cái hàng đơn thân. 2 cây này siêu đẹp luôn. Mã số 3 nhé. Cây này nói thật sự cái cây kia mà không bị lỗi, không bị rồi vàng chích một cái lá kia thì chích một nốt kia thì cái cây này bán với giá phải tầm hơn 1,5 triệu. Cây này nha. Nói chung là nhà vườn các bác cũng những cái hàng mà đơn thuần những cái hàng quý quý thì gọi là vô giá rồi, các bác đi gặp những nhà vườn, có những nhà vườn người ta mà không nuôi được nhiều, người ta chỉ nuôi được hoặc người ta đi sưu tầm đâu về đấy được 1 cây 2 cây thì chắc chắn các bác đi mua cửa tiền rất là đắt. Không hề có rẻ đâu, nên là cậu đã gọi là cái hàng vô giá rồi. Đấy, như cây này nhá, nhà vườn em thì hiện tại bây giờ đang còn khoảng tầm vào 6 hay 7 chậu ấy, 6 hoặc là 7 chậu, em không nhớ chính xác lắm. Nó tầm bấy nhiêu nữa. Cây này nhá, để kỷ niệm các bác nhà mình là 650 cho 2 cây này, 650.000. Mã số là của chậu này là mã số 3 650.000. Tiếp một cây bát bảo tiên tiếp theo, cây này cũng rất là đẹp, cây này chả lỗi lầm gì. Lá cũng tiêu to, các bác nhìn qua các bác biết cái chất lá rồi các bác thấy không? Lá nó to, nó ăn nắng nhiều, nó dày, nó phải nói là bóng lộn lên luôn. Đẹp tuyệt vời, cây này thì không bị lỗi nha, cây này không bị rồi vàng chích đâu.
Cây này rất đẹp, cây này hai cây này em lấy các bác là 650. Cây này của em thì mã số 2. Cây này mã số 2 các bác ạ. Hai cây này là mã số 2. Chậu này mã số 2 này, chậu này là cũng là 650 luôn nhá. Cây này đẹp lắm các bác ạ, không chơi cái này thì phí. Nói chung là hoa đẹp các bác nhé, hoa đẹp, đẹp lung linh luôn. 650.000 nhá, mã số 2. Đây còn một cây chồn trắng, cây này thì hôm qua em có bán một chậu chồn trắng như cho hôm qua được 7 thân. Chậu này hôm nay được 2 4 2 này, 4 5, chậu này 5 thân. Chậu này 5 thân, chậu này cây nó tại vì nó ít thân hơn thì nó lại to hơn. Thân lá của nó lại to hơn là cái chậu hôm qua. Đấy, chậu này lấy các bác 300 cho chậu chồn trắng này. Chồn trắng này nó là hàng Thái các bác ạ. Em mua từ bên giống từ bên Thái từ lúc cây bé tí. Đến bây giờ nuôi cũng được gần 3 năm rồi, 2 năm mấy rồi, gần 3 năm rồi ạ. Cái chậu chồn trắng này cái mã số là 54. Xin lỗi là chậu chồn trắng này mã số 34 ạ. Mã số 34 ạ, chậu này lấy các bác là 300 nhá. 300k nhá. 300.000 ạ. Ở đây thì em còn mấy đơn kiếm em chia sẻ các bác nốt nhá. Đầu tiên thì lên cho các bác một cái đơn kiếm Phan Chí. Hôm qua là có quay cho các bác xem tại chậu rồi đấy, hôm kia. Cái chậu mà em tách em quay các bác xem lại mã số 29 này. Thân này là thân tơ nhá, không phải thân giá, không phải củ mẹ các bác nhá. Đây là thân tơ tít 100%. Ngọn này là ngọn mọc xoáy các bác nhá. Cái dáng này là nó mọc hơi bị lạ luôn. Cây này nó mọc xoáy. Cái ngọn nó xoáy. Đấy, xoáy vòng tròn, cây này nó cũng lên một cái dáng rất là đẹp. Bản lá thì siêu to. Bảo hành mặt hoa cho đến khi nào ra hoa thôi. Nói chung là các bác mà mua hàng nhà em mà bác nào mà bảo sai cây bóc phốt thoải mái nha. Nói chung là em bán hàng là bảo hành cho các bác một hoa 100%, chuẩn Phan Chí 100% các bác nhá, ra hoa tại vườn tại chậu rồi. Như cái thân này bác nào lấy về làm giống thì em để cho các bác là 150. Mã số 29 á, mã số 29 cái thân này nhá, một thân tơ tít như này nhá. Kiếm thì nó là một trong dòng hoa lan mà phải nói dễ trồng nhất rồi. Các bác kể các bác về mà chưa có giá thể thì trồng bác vùi cát mát. 5 tháng sau nó vẫn sống, nó vẫn để con bình thường. Đấy, không cần giá thể gì, cát mát 5 tháng sau nó vẫn để con, vẫn sống bình thường. Còn các bác, đấy em đang nói là về cái độ dễ sống của nó là dễ trồng và dễ sống như vậy nhá. Đó, đơn Phan Chí này một thân, mã số 29, 150. Em qua đơn tiếp theo nha. Đơn này đơn tiếp theo, đơn này quá đẹp luôn, cũng là một đơn kiếm Phan Chí. Tại em tách cùng một chậu với các bác ạ, bản lá to lắm cả nhà nhá, bản lá rất là to nhá. Đơn này cũng tách cùng một chậu luôn, cái đơn trước ấy. Đơn này hai măng tơ nhá, đây cái măng tơ đang lên các bác này. Phải nói là nó là hàng rừng nên là thật sự là cái thân củ nó rất là to các bác, nó không như hàng gieo hạt đâu, thân củ nó to lắm. Đẹp các bác ạ, hai thân tơ này. Đấy. Bác thấy không? Phan Chí nhé, đơn này em chia sẻ các bác mã số 28. Ngày xưa là 60 triệu một thân các bác ạ. 60 triệu một thân nhá. Bây giờ rẻ rồi, các bác cứ thử và hỏi những cái nhà vườn bán hàng kiếm va xem. Một thân này bây giờ rẻ, người ta vẫn bán cho các bác với giá bằng tầm 1 triệu 1, 1 triệu 2. Đấy, nhiều nhà thì bây giờ vẫn còn giữ vì lầm cứ vẫn nghĩ là vẫn mơ mộng hão huyền là nó vẫn quay lại thời huy hoàng như ngày xưa. Có những nhà ta vào người ta không bán đâu các bác ạ. Vào mà hỏi mấy trăm một thân là người ta chửi luôn ấy, thật sự. Đấy, có những nhà đến mức độ như vậy cơ mà. Ở gần ngay nhà em đấy cũng thế. Có một cái bác này, các bác cũng nhân ra được khoảng tầm 15-16 chậu Phan Chí với lại một vài chậu xanh Huế. Mỗi chậu thì cũng được tầm 5-6 thân rồi, vào mà cứ hỏi ông này là cái chợ vị một chậu như vậy là tầm quay cửa tiền tầm 1 triệu có mua được không, là ông chửi luôn, ông đuổi luôn. Không tiếp luôn. À, người ta vẫn đang mơ mộng, bây giờ rẻ nhất là người ta vẫn bán ngoài thị trường vẫn khoảng tầm vào 1 triệu 1, 1 triệu 2 một thân. Một thân Phan Chí như này này. Ở đây em để cho các bác là mã số 28 á, mã số 28 đơn này thì lấy các bác là 300.000. À 350 nhá, đơn này 350, xin lỗi là đơn này 350 nhá. 350 đơn này nha, mã số 28 đơn này Phan Chí bác lấy đơn này chốt nhá. Em bán hàng là bảo hành mặt hoa trọn đời luôn nhá. Còn một đơn kiếm Hồng Ngọc Hà Giang, đơn này thì cũng rất là đẹp, nó là dòng côn lùn các bác. Nó cái chậu này của em là chậu côn lùn này. Đấy. Bác nào thích soi đầu lá soi cho mà xem. Hồng Ngọc Hà Giang các bác nhé, đơn này là cũng là hai thân tơ luôn. Hai thân tơ luôn. Cái dòng này hoa quá là đẹp tuyệt vời luôn, Hồng Ngọc Hà Giang nhé. Đơn này em để các bác đơn này 300, đơn này bác lấy đơn này chốt thì em để cho 300k cho đơn Hồng Ngọc này. Nói chung là thân lá đẹp mà kể cả hoa quá là tuyệt vời luôn. Hoa của Hồng Ngọc Hà Giang đẹp lắm. Đấy, đơn này bác nào sưu tầm mấy chốt nhá. Đây em còn có mấy đơn kiếm nữa thì em bán chia sẻ nốt. Còn nhà em cũng còn nhiều kiếm lắm nhưng mà em chưa tách được, chưa thời gian làm. Đấy, bác nào mà sưu tầm được thì chốt nhá. Ngoài ra thì bên em thì
Phi điệp thì em còn nhiều lắm. Phi điệp thì 5 cánh trắng Phú Thọ này, 5 cánh trắng Hiển Oanh này, Hồng Á Hậu này, Hồng Minh Châu này, Ngọc Sơn Cước này. Nói chung là nằm tại nhà em phi điệp thì còn nguyên 5 cánh trắng thôi. Em trước em ít có ít hàng thân lá thì em bán hết rồi. Bây còn để lại nguyên 5 cánh trắng thôi. Nó đang về mùa hoa xuống lá và đang chuẩn bị cho hoa rồi. Bác nào nhà mình mà muốn có nhu cầu mua phi điệp 5 cánh trắng thì liên hệ cho em gái nhé. Thì em để giá rất là rẻ thôi. Hàng của nhà làm được các bác nhé. Để bác nào mà sưu tầm thì các bác liên hệ cho em gái. Rất là cảm ơn các bác đón xem video của em. Em sẽ xin dừng video ở đây nhé. Chúc các bác của em có một ngày mới làm việc thật là hiệu quả, vui vẻ các bác nhé. Cảm ơn cả nhà mình. Chúc các bác xem live vui vẻ nhé.